Thôi. Vâng. Hello. Chào mừng tất cả các bạn đã trở lại với channel của mình. Mình vẫn là Tunali. Của bọn mình vẫn là Tunali đây. Và đây là Trị Yến. Video ngày hôm nay bọn mình sẽ không chôn nhau nữa. Đây là video đầu tiên mà hai đứa sẽ hợp sức lại. Đúng, sẽ cùng hợp sức lại để chôn người khác. Đó là Hoàng Hy. Nhưng mà để quay video này thì bọn mình sẽ phải chuẩn bị rất là nhiều. Cho nên là bọn mình sẽ chuẩn bị nhiều. Đó, bọn mình sẽ phải đi mua một số thứ đã. Ok, let's go. Mình có thuốc ngủ không nhỉ? Thuốc ngủ. Không quay làm gì? Cái này quay không quan trọng. Quan trọng là quay để làm gì? Đây là trong chương trình Tunali. Không biết. Không biết. Em có thuốc ngủ không? Thuốc thực phẩm chức năng hay là thuốc gì? Ăn không ngủ tốt. Cái này nó tác dụng buồn ngủ hay là? Nó giúp kích thích ăn ngon ngủ tốt. Không, bây giờ tức là mình muốn kiểu uống là sao buồn ngủ ấy. Uống sao buồn ngủ á? Đúng rồi. Gây buồn ngủ. Em mất ngủ hay như nào? À, uống một lúc là ngủ luôn ấy ạ. Trong này đúng không ạ? Hai bên này, trước khi đi ngủ tầm độ nửa tiếng hoặc một tiếng là nó sẽ tạo cho giấc ngủ sâu. Đúng rồi, tạo cho giấc ngủ sâu và ngủ nó sẽ ngon giấc hơn. Thế là mình để đi bắt cóc ấy. Cái này là có tác dụng với người lớn đúng không? Đúng rồi. Tầm 30 phút rồi. Tầm 30 phút, người lớn tầm người trẻ từ 12 tuổi trở lên thì đúng rồi. Ok, đây là bọn mình đã mua được vỉ thuốc này rồi. Sau khi mà một hồi đàm phán với lại chủ tiệm thì họ cũng chịu bán cho mình cái cái thuốc ngủ này. Rồi, để bây giờ sẽ về chôn đàng hoàng. Yeah. Quên mất. Quên mất là quên mà không. Không có một cái nước gì để uống. Bây giờ lại phải đi mua nước để cho nó hợp lý hơn tí. Bực quá. Yeah. Tìm được quán nước mía rồi. Và đây là quán kia, nó bảo là hết. Gọi là đập cửa to vào. Mạnh mẽ lên. Gọi đấy anh nghe tiếng trời má. Chú ơi. Chú ơi có trộm này. Rồi không ra luôn. Đây. Cực quá, đi mua nước mía mà không kiếm được luôn. Trời, gọi khán cổ không có ra là đi kiếm quán khác vậy. Đây quán thứ ba rồi. Cái là quán nước mía rồi. Cực quá. Chưa có nước mía rồi. Vô về đến nhà rồi. Đây là thuốc của chúng ta. Dã thuốc rồi. Hai viên. Đều hai viên đúng không? Vâng. Được chưa? Hai thôi. Rời vô mất cả một viên. Ok thì bọn mình đã gọi thêm cả Hòa Jackson đến để hỗ trợ khênh Hoàng Hy. À, đây là cốc của Hoàng Hy này, để riêng ra cho nó đỡ bị lẫn. Bây giờ mình sẽ gọi cho Hoàng Hy vào. Alo. Alo. Mời đi ơi. À, vào anh đi, vào đi quay. Quay gì? Trở về tuổi thơ. Lẹ lẹ. Ừ. Ngủ à, đang ngủ à? Nhanh nhanh nhanh, tốc độ. Đang xem được không? Thôi nhá. Đây là Manu. Nhanh nhanh. Ok, chuẩn bị rồi. A few moments later. Đóng bài thức ngay ngoài biên giới này. Bình thường mỗi hôm thì toàn gọi như thế. Hôm nay đang bận công việc. Hôm nay là giờ. Không mẹ. Quay cái gì ấy? Giờ đến bàn. Quả như là đang xem là không? Xem là trận hôm qua. Đó.
Ôi trời ơi. Sao nó bay gì? Nghĩa lắm á. Bay gì? Quay em. À, chúng ta quay em đi. Mẹ ơi. Hà uống được rồi anh. Uống được rồi. Cảm ơn. Vào. Chưa nói được cái ý tưởng gì mà uống hết. Không có được rồi. Lâm sang rồi sao? Uống hết nước rồi ạ. Đi hết rồi, nghe. Còn nước gì không nghe? Ở đây, đây. Thôi uống, chúng ta làm. Years later. Ok thì cuối cùng Hoàng Hy cũng đã ngủ rồi. Đấy, mọi người chờ nó ngủ bơ phà hết các nhau. Còn buồn ngủ hơn cái thằng dính thuốc. Để ngủ rồi. Đây, đây. Má là đi, để chuẩn bị, chuẩn bị. Go wow. Đây, nhân vật chính của chúng ta đây. Đây. Thằng xương trâu cũng chó. Mãi mới chịu ngủ. Đây, vâng. Anh không chuẩn bị. Vô, vô, vô. Chẳng biết đâu. Đấy, bọn mình đang định nhờ bê nó ra ngoài kia nhưng mà mẹ lại mang 20 mít nên lại phải ăn mít đã. Dẫn mít Hoàng ơi. Ôi trời ơi thơm thế nhờ. Thôi được ăn đi. Thôi Hoàng nó buồn ngủ rồi cả nó. Chắc là sức khỏe không cho phép rồi. Không ăn mít. Đấy mời tất cả mọi người ăn mít nào. Ông Hoàng không ăn mít à? Thôi. Đây là chiếc áo cái lầu xanh nha. Rất là đẹp luôn. Bộ này là bộ gái lầu xanh rất là đẹp luôn. Nếu mà các bạn muốn mua chiếc áo này thì có thể liên hệ với mình. Mình không bán. Nhưng mà chỉ giới thiệu các bạn mua này. Bằng mà không trai không? Nào lục lại. Cởi lên á. Anh đỡ đầu đó. Cầm đầu. Cầm đầu rồi gãy lên. Nặng vậy. Ngủ say thế. Đập, từ từ, nhẹ nhẹ nhẹ. Đập đầu xuống dưới. Khi đã có số điểm là 30 điểm, chúng ta sẽ cùng ghi lại số điểm bắt đầu chơi. Áo ngắn thì sexy quá trời. Tô son cho nó đi. Không được. Rồi sang điểm thôi Hoàng. Nào, Yến lại sang điểm thôi Hoàng đi. Là con cái phải xinh. お前はもう死んでいる。 Em có thấy công chúa ngủ trong rừng không? Công chúa này.
cái lại hôn nàng ấy một phát để nàng ấy tỉnh dậy. Đéo đéo và đéo, ok xong. Bảo thế đây là nàng công chúa ngủ trong rừng. Bà hãy ra và hôn cho nó một phát để nó tỉnh dậy. Nó ngủ rồi chứ thằng kia nó chụp ảnh. Từ nãy giờ không ai chịu hôn công chúa ngủ trong rừng của chúng ta. À ngủ trên đường, công chúa ngủ trên đường. Sao tại nó xấu chó quá nên đây là một. Và đấy nó có thần thái. Đấy. Để mẹ nó dậy nó dậy. Hoàng ơi, Hoàng nó dậy luôn này. Đây là đâu và tao là ai? Hoàng ơi, đây là đâu và tao là ai? Đeo cái áo sexy ấy. Hay có ai có cái gương cho nó xem. Vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Ok, cảm ơn các bạn đã xem video này của mình. Và nếu thấy hay thì hãy like, share and subscribe cho channel YouTube của mình nha. Ồ, thằng này quay lại bê vong ấy. Đi nào, đi nằm. Đi rồi, bé rồi. I'm not sure.